nhiêu chuyện hơn gì nữa. Con trai bao nhiêu chuyện hơn gì nữa. Con trai nhiều chuyện hơn, con nhìn gì, nhìn mấy bộ phim tôi làm gì. Con trai mà nhiều chuyện hơn gì nữa. Con trai nhiều chuyện hơn gì đó. Cái mỏ này, cái mỏ này có mỏ già chuyện nè. Cái mỏ này nè. Mỏ nhiều chuyện nè. Trong nhà không ai dễ thương bạn này hết. Trong nhà không ai dễ thương bạn này hết á. Trong nhà có ai dễ thương bạn này hết á. Nó mở cái miệng nó tao mát à. Trong nhà không ai dễ thương bạn này đâu. Thằng này là dễ thương nhất nhà nè. Cái miệng nó mở tao mát à. Nó cười tao ngại à. Nó cười rồi nó mệt rồi. Đây các bạn, đây là cây bưởi da xanh mà mẹ mình trồng trong chậu 25 gallon nè. Các bạn biết lúc đó mình trồng á, cái cây nhỏ xíu rồi bạn. Bây giờ các bạn thấy nó bự không? Mình chỉ trồng mới mấy tháng à. Mình nghĩ hình như từ tháng 3 tới giờ bạn. Tháng 3, đúng rồi. Từ tháng 3 tới giờ. Đây các bạn, cái này bưởi da xanh nha. Nó phát triển khá là tốt luôn á mẹ. Đây nè. Mới mấy tháng thôi. Rồi hello các bạn nha. Giờ chiều nó cũng đỡ các bạn ơi. Hôm nay nóng, hôm nay tới 97 độ. Cho nên nóng dã man luôn. Ok các bạn, thì mình có người chị các bạn gửi mình hai cây bưởi năm gôi này bán nha các bạn. Thì chị coi YouTube của mình đó, rồi chị thấy như vậy, rồi chị gọi cho mình, rồi chị kêu mình đăng cho chị đó. Thì chị bán hai cây này á, trong chậu mình nghĩ 17 18 gallon như vậy. Cái chậu này hay là 20 gallon thôi. Mình nghĩ chắc 17 18 gallon thôi. Các bạn, đây là bưởi năm gôi nha các bạn. Như chị nói á, bưởi năm gôi ngon lắm nha các bạn. Đây. Bưởi năm gôi. Thì mình nghĩ các bạn cũng có thể trồng trong chậu, vì cái chậu này cũng bự nha. Thì đến năm sau cho trái, rồi qua một năm nữa thì các bạn có thể thay chậu. Mình nghĩ vậy á, tại vì cái chậu này cũng bự á, nên các bạn để gì cho năm sau cho trái luôn. Các bạn chỉ giống như bón phân 14 hay 14 gì đó, hay là bung miêu với lại phân cá, các bạn tùy theo các bạn muốn. Nhưng mà trong đây là đầy thùng thò phân không nhớ bạn. Thì phân tốt không bác? Thì cây này á chỉ lại một cây 160 nha các bạn. Bưởi năm gôi ngon hơn bưởi Biên Hòa luôn nha các bạn. Nó là bưởi năm gôi là hầu như người ta nói á, ở bên Việt Nam á, là cái loại bưởi này á là ngon nhất Việt Nam nha. Có một số người ta nói á, bưởi năm gôi là ngon lắm. Nó dừa lắm, nó không có mọng nước gì mấy mà không khô, mà nó rất là ngon, nó ngọt ngay à. Ngọt lắm nha các bạn. Thì theo như mình biết đó nha, là nó là số 1 của Việt Nam nha các bạn, bưởi năm gôi. Các bạn muốn nghe cổ tích về bưởi năm gôi không? Cái này mình kể lại nha, cho các bạn sẽ nghe nha. Cái sự tích của bưởi năm gôi á, là một hôm cái anh đó anh đi vô rừng, anh thấy trái gì lạ lạ quá, cái anh hái anh về anh ăn. Xong xuôi cái mẹ anh quýnh anh năm gôi, cái người ta kêu là bưởi năm gôi. Nó đơn giản vậy đó. Cũng giống như cái anh kia, anh giải thích tại sao có dùng đất Gò Công. Đơn giản bạn. Anh giải thích rất là đơn giản và rất là logic nha. Là anh kể là hồi lúc cái dùng đất này nó có nhiều cái gò, cái có nhiều con công nó đậu lên, cái kêu là đất Gò Công. Cái kêu là Gò Công luôn tới giờ. Đơn giản như đang giỡn thôi bạn. Nói chứ mình nói chơi vui thôi bạn ơi. Có nhiều cái giải thích á, nó lạ lắm. Anh nói rất là bình thường nha, anh không có cười giỡn gì trơn, anh nói giống như là sự thật vậy đó. Là cái đất mảnh, cái Gò Công á, cái bạn gì thành phố hay gì, thành phố Gò Công vậy đó, hay tỉnh Gò Công vậy các bạn. Mà anh giải thích cái nghĩa tại sao nó có hai chữ Gò Công á, là anh nói á, dùng đất đó có nhiều cái gò và có nhiều con công đậu lên, cho nên người ta kêu là Gò Công. Rất là đơn giản như vậy các bạn.
Ok nhé bạn, thôi không nói xàm nữa. Thì cái bữa năm goi này á, mình không biết sự tích của nó nha, thì các bạn tìm hiểu lấy, nhưng mà nó rất là ngon, nó ngon hơn bữa Biên Hòa luôn nha các bạn. Thì có một số người á, người ta nói á, là nó ngon hơn bữa Biên Hòa luôn. Tại mình theo như mình nghĩ là tùy theo khẩu vị nha các bạn. Thì cái trái nó cũng bự bự nha, chứ không có nhỏ nha. Bữa năm goi cũng là một giống bưởi bự á. Ok các bạn, thì chị gửi, chị bán cho mình mỗi cây 160 nha các bạn. Hai cây hình như bằng với nhau á, hai cây cùng một tảng với nhau á. Chị gửi, chị bán cây 160, thì chị chiết xuống cũng cũng lâu rồi bạn, cũng mấy tháng rồi. Thì bây giờ năm sau là cho trái được hết nha bạn, cho dài trái như chơi nha. Năm sau có là dài trái thoải mái nha các bạn. Với lại cái bưởi á, các bạn chăm sóc á, nó tốt á, thì nó phát triển rất là lẹ luôn. Ok nha các bạn, mình có mấy cái bưởi mình trồng á, bưởi da xanh mình trồng nó phát triển lẹ lắm các bạn ơi. Lúc mình trồng nó rất là nhỏ luôn, mà bây giờ nó bự lắm. Thì cây này chỉ để lên 160 cho mỗi cây nha các bạn. Thì mình chỉ bán giùm chị thôi, chị gửi mình bán. Ok, ok bạn, thì bưởi năm goi ngon ngọt, trái cũng to, ở Việt Nam nổi tiếng lắm nha các bạn. Thì chỉ để mỗi cây 160. Ok xong. Với lại mình có cây cây mận thái đỏ nữa bạn, mận thái đỏ cây cũng chiếc cành nha, cây chiếc cành cũng bự bự nha các bạn. Cây chiếc cành mận thái đỏ, cây cũng to to nha, thì năm sau cho trái được nha các bạn. Cây này mình để lại 120 nha các bạn. Mận thái đỏ nó sai trái lắm, thì trái các bạn nhìn thấy trên màn ảnh rồi đó, nó rất là sai trái. Và mình nghe người ta nói mình là nó dễ đậu trái lắm nha các bạn, nó rất là dễ đậu trái, nó không có rụng bậy bạ. Đây là mận thái đỏ nha, thì cây này mình để 120 luôn nha các bạn. Đây gốc nó cũng to to vậy đó, thì nó cũng đặc ruột nha các bạn, thái đỏ là đặc ruột luôn đó, ăn giòn ngọt. Ok, là cũng là cây chiếc cành luôn nha các bạn, mận thái đỏ 120. Rồi ở bên đây mình có cây lụ bạch luôn, cây lụ bạch cũng là cây chiếc cành từ nhà mình đây. Thì các bạn, mình cho các bạn xem cây lụ ở đây, mình còn một nhánh chiếc cành nữa các bạn, nhưng mà mình chưa cắt xuống. Cái đó mình đã cắt xuống hơn tháng rồi, tháng hơn rồi. Thì bây giờ em nó phát ra lá non đồ, phát triển cũng dữ lắm mà. Đây là cái lụ bạch nữa bạn, đây là cái trái nó gì đây, cái trái nó bự hơn cái này một tí nữa bạn, chưa, nó không có bự giống như là lụ đỏ, nhưng mà cái hột nó ăn giòn ngọt mềm chứ nó không có cứng nha. Lụ bạch đó, ăn rất là ngon, ngọt chứ lắm nha các bạn. Với lại mình nghe nói ăn lụ rất là tốt cho sức khỏe nha, mình nghe nói thôi nha, chứ mình cũng không biết nữa, mình cũng chưa tìm hiểu, nhưng mà thôi mình không muốn tìm hiểu, thì mình nghe người ta nói ăn lụ rất là tốt, nó có nhiều vitamin. Thì mình để lại cây đó 50 đồng luôn nha các bạn. Thì đây là lụ bạch, thì lụ bạch nó không có cần nước nhiều nha các bạn, nó cần nước ít lắm. Mình tưới nó từng con lần à, cho dù mùa nóng cũng vậy đó, mình tưới nó từng lần à. Lụ bạch là nó vậy đó. Thì cây là cây chiếc cành nha, giờ là năm sau có trái nha các bạn. Trong chậu này hình như mình nghĩ là chậu 6-7 ga lông gì đó bạn, trong chậu 6-7 ga lông. Thì mình để em lụ bạch này 50 đồng nha. Thì cô chú nào mà mua cái này, mình nói cái này trong video tình trạng của cây mình, lúc nào mình cũng nói cho các bạn biết nha. Thì cái cây này đã chiết được hơn một tháng, các bạn nhìn thấy lá nè, lá rất là tốt luôn, tốt quá là tốt luôn. Ok, thì các bạn á, về các bạn giữ nó gì luôn cho hết năm luôn, cho nó phát triển mạnh. Nếu mà nó bự ra đó nhiều quá thì các bạn dùng cây các bạn chống cho nó hết nguyên năm. Năm sau tháng 3 tháng 4 thì các bạn xuống đất, hoặc các bạn sang chậu bự hơn nha. Ok nhé các bạn, bây giờ nó rất là tốt rồi, mình để đây gì hoài nó rất là tốt luôn. Nhưng mà các bạn về các bạn đừng có giống như là quằn quặt cái cây quá thì nó sẽ bị yếu đi nha. Thì các bạn thấy tình trạng cây nè, lá khỏe đồ rất là tốt luôn. Với lại lụ bạch nó không có xài nước nhiều nha các bạn, nó xài nước ít lắm. Cây chiếc cành mình để lại 50 đồng nha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu thì alo cho mình, thì số phone mình để trên màn ảnh đó nha các bạn. Với lại mình có hai cây mận hồng sóc trăng đó các bạn,
hai cái mặn hồng Sóc Trăng cũng trong chậu 15 gallon nè các bạn, trong chậu 15 gallon đây, hai em nó đây, thăm nó phát triển rất là tốt luôn. Đây là gốc nó đây các bạn, nó cũng xung xê lắm nha. À, nó có bông các bạn, nó có bông rồi xong xuôi cái mình cái này cái kinh nghiệm của mình nha. Lúc mà cây mặn mà nó đang có bông đó, các bạn cứ để nó vậy, các bạn đừng có thay phân thêm đất, cho dù phân lạnh phân mát cũng vậy nữa thì các bạn cũng đừng có nên thay nha, tại vì các bạn thay nó sẽ rụng bông, mình làm nó bị rụng bông các bạn. Mình thay chậu cái nó rụng bông các bạn ơi, nó sẽ ok nhưng mà không sao. Nếu mà như vậy á, mình nuôi cho nó hết năm nay các bạn, mình mua về gì mấy cái này là chậu đầy rễ rồi nha, phua rễ hết đó, tại vì lúc nó cái chậu là 5 gallon cho nên mình thay cái chậu 15 gallon các bạn biết không, tại vì nó bự rồi chứ nó không còn nhỏ, nó quá bự luôn rồi, mình kéo lên thôi, mình nắm cái thằng mình kéo lên là đi lên một đống rễ luôn. Thì các bạn nuôi sang năm á là cái này bự lắm các bạn, cái này phát triển rất là lẹ luôn, nó bự lắm. Rồi tới chừng đó các bạn cho nhiều trái, với lại năm nay mặn cũng thắt thu quá. Mặn cái mặn này là một năm hai đợt trái nào, bây giờ năm nay không thấy cái bông gì chứ, là mình nói thiệt á, cái này một năm nó cho mình hai lần trái luôn. Lúc vô tháng 6, giữa tháng 6 nó cho một đợt bông, rồi xong xuôi tháng 8 nữa cho đợt bông nữa, mà giờ không có cái bông nào luôn, mình cũng không biết luôn. Và năm nay nhiều người bị lắm nha, chứ không phải riêng mình, thì đành chịu thôi bạn ơi. Cái này là tự nhiên mà, người ta cho mình ăn thì ăn, còn không thì mình đành chịu chứ sao giờ. Hình như hầu hết nhiều cây mặn đó vậy đó. Ok bạn, thì mình có hai cây mặn hồng Sóc Trăng trong chậu 15 gallon, cây cũng xum xê um tùm nha các bạn. Thì mỗi anh em 140 nha, chậu 15 gallon. Cô chú anh chị nào có nhu cầu thì alo cho mình. Thì cái này khua rễ nha các bạn, với lại đắt đồ là everything good, các bạn có thể để cho đến năm sau luôn nha. Chậu 15 gallon là cho trái ngon lành nha các bạn, các bạn không cần thay nếu các bạn không muốn, mà các bạn muốn sang chậu bự hay là xuống đất tùy theo các bạn. Nhưng mà nếu các bạn không muốn, các bạn có thể để nguyên cái chậu này cho năm sau luôn nha, nếu các bạn làm biếng không có muốn thay nó, tại vì nó xum xê lắm các bạn. Từ hồi lúc mình thay nó từ chậu 5 gallon qua đó, nó đã có bông rồi mà mình thay á, cho nên nó bị rụng bông. Ok nha bạn. Thì mặn Sóc Trăng nó cũng nhảy ra bông lắm nha, nhảy ra bông với lại đậu trái dễ nữa nha các bạn, đậu trái dễ. Mình có mấy cây á, mình bán lại cho khách tới mua đó, thấy cây mặn có nhiều trái mặn hồng Sóc Trăng á, họ mua bạn, thì mình cũng bán luôn. Nhiều khi mình để họ mua thì mình để ăn, còn họ mua thì mình bán luôn, thì không sao bạn. Nhiều khi mình trồng với mình quen rồi, có ăn không có thôi, đa số mình ăn cái gì thôi, giống như mình ăn trái hay trái ok mà. Nhiều khi nhiều quá giống như mình trồng rồi mình quen rồi bạn ơi, hồi xưa mình ăn trái cây rất là nhiều luôn, nhưng mà bây giờ á mình ăn trái nếu nó ngon là được rồi bạn, một trái là đủ, nó lạ lắm. Bây giờ là thích trồng, nó phát triển thôi. Ok nha bạn, thì mình có hai cây mặn hồng Sóc Trăng nè, cây 140 nha. Hồi lúc nó mới ra rất là đắt đỏ nha bạn, bây giờ nó rẻ xuống đó nha. Bây giờ mình cây này cây bự luôn á, cây này chậu 15 gallon mà bự luôn á bạn. Đây mà nó có 140 là nó bị xuống giá, tại vì đại trà đó. Các bạn mua về để hết nguyên năm sau luôn là có trái luôn nha các bạn, tại vì mình trồng mấy cây đều có trái hết nha các bạn. Nó nhỏ mà nó cũng có trái nữa, mà trái nó không có rụng, trái nó rất là chắc luôn. Trong lúc cây mặn mà nó đang ra bông có trái, các bạn đừng có bao giờ đụng tới phân nha. Các bạn có thể bón phân bỏ amin, sorry nha, các bạn có thể bón phân 14-14 phân cá được, nhưng mà phân đất á, đừng bao giờ đụng tới nha. Các bạn đừng bao giờ đụng tới phân đất, cho dù trong chậu các bạn, các bạn thấy nó bị lưng lưng xuống gì, đừng bao giờ đụng tới. Các bạn đụng tới được cũng hết à, mình bị rồi, cho nên mình sợ lắm các bạn. Nhất là cây mặn nó rất là nhạy cảm, cho nên các bạn phải để ý điều đó nha. Thì mình có hai cây mặn hồng Sóc Trăng, một cây 140 nha. Và lúc mình mua cây 200 đồng á, lúc mới có đó các bạn, nhỏ hơn cây này luôn nha, mà bây giờ cây này bự hơn con 140. Ok rồi, hai cái mặn hồng Sóc Trăng với với em lụ bạch,
Đậu bạch ngọt nha, giòn và cái hột của nó các bạn có thể nhai được nha. 50 đồng. Em mặn mặn thái đỏ 120. Mặn thái đỏ 120, ok. Cây cũng xum xê tùm nha các bạn. Xum xê và tùm luôn. Thì các bạn xuống đất sang chậu tỉ các bạn nha. Rồi cái cây này nhưng mà theo như mình nghĩ các bạn cứ để sang năm luôn đi. Tại vì trong chậu này toàn là phân không hả bạn? Tại vì mình trồng toàn là phân phốt farm, potting mix với garden soil với tí xíu phân bò. Ok bạn, còn bên đây là hai em bưởi biên amin bưởi năm gôi nha. Bưởi năm gôi của chị gái chị gửi bán nè. Một cây 160 nha các bạn. Thì cô chú anh chị nào mà có nhu cầu thì alo cho mình nha. Thì cây này á, cái tàn của nó hơi lùn lùn như vậy, nhưng mà nó xum xê lắm các bạn. Nó trong chậu hình như là mình nghĩ là 16 17 ga lông vậy đó. Tại nó gần gần với cái chậu 15 ga lông mà nó bè ra nó bự. Cho nên mình nghĩ nó khoảng 16 17 ga lông thôi. Thấy không? Đây. Ok nha các bạn, thì cô chú anh chị nào mà có nhu cầu thì alo cho mình. Thì số phone thì các bạn thấy trên màn ảnh đó. Ok nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình order đồ để trị muỗi các bạn trong vườn mình á, tại giờ cây cối trong vườn mình nhiều quá đó, cho nên giờ muỗi quá trời luôn, cho nên mình phải order để diệt muỗi các bạn ơi. Để hồi nó chích mình á, mai mốt mình bị bệnh. Cây ớt kỷ này các bạn, để trước nhà cũng đẹp lắm nha. Cây ớt kỷ này nè, mình tại mình trồng chậu á, chứ nếu mà mình trồng trong trong chậu bự bự các bạn, mình chậu mà đẹp đẹp á, nó cũng là một loại kiển nha các bạn. Mình để trước nhà mình đó hai chậu thì rất là đẹp luôn, thì cái màu của nó với cái trái của nó đẹp lắm. Cái loại này nó the the các bạn, ăn nó cũng là lạ lắm, nó không có cay. Ok các bạn, nhưng mà nó đẹp, nó đẹp luôn. Mấy em này các bạn bắt đầu nhìn đã từ từ rồi, từ lúc mình tỉa nó rồi nó mình thấy nó bự bự ra các bạn ơi, nó bự ra nó lạ hơn. Đây là các bạn thấy không, nó dày ở đây luôn, như bên đó nó ở đây cũng có chùm 4-5 trái nữa. Mình nhiều khi mình thủ phấn đó bạn, mình cũng không biết mình có chùm vậy luôn á. Ồ, trái này rụng nè các bạn, thấy cái cuốn không, thường các bạn để ý cái cuốn không rụng nên chịu thôi các bạn, tại cũng nhiều quá, nhiều quá thì rụng thôi. Nhìn cũng đã quá ha các bạn, đợi nó bự ra thôi. Mấy em GA866 này các bạn, nó gắm nắng á, nó gắm nắng nó ngọt ngay rồi bạn. Đây về nè, vậy là ăn ok lắm rồi đó. Nhưng mà năm nay á, GA866 nó nhỏ tại vì nhiều trái quá các bạn thấy không, nó lên con hết rồi. Nhưng mà mấy trái này ăn rất là ngon nha, nhất là mấy trái này nè các bạn đó, nhất là mấy trái này nè. Mình nói để mình đợi cho nó chín chín để mình hái cho mẹ mình á, mà chưa gì hết là cứ gám gám vậy là mình quất rồi. Ngon quá bà, quá ngon, quá ngon. Biết không, mình trồng hay quá, em bầu con trái một, trái một duy nhất luôn, kiếm trái thứ hai không ra luôn các bạn, mảnh nhỏ xíu rồi siêu rồi, đâu bự đâu. Rồi cái mấy cái này người ta trồng trái bự lắm, sao mình trồng kỹ ta, mình trồng trong chậu vậy đó. Thôi cái nhãn giờ trái bự bự ra đó bạn, thôi giờ ăn chín như vậy, tháng 10 ăn được đó nha. Tháng 10, giữa tháng 10 á, bắt đầu ăn được đó. Nó bự bự gì nè, bắt đầu chuẩn bị có cái á bà. Mà nhãn năm nay mê á bà, năm nay nó đậu giống như chùm chùm á. Nhãn các bạn á, không cần nhiều, nhưng mà cần cái giống như cái chùm chùm á, nó làm cho mình đã con mắt lắm các bạn. Mấy cái chùm chùm vậy nè, đó, trời ơi cái này bự hết à. Nó làm cho mình giống như đã mắt lắm. Đây, không cần phải nhiều lắm, vừa vừa thôi. Đã ha các bạn ha. Thật ra
mình ăn không có nhiều các bạn, nhưng mà cái đã là cái con mắt của mình đó, mình nhìn mình khoái nó là nó như vậy đó. Thấy cũng vậy nè, cái là cái bầu nè các bạn, mình định dẹp nó các bạn, cái xong xuôi cái mình ngồi suy nghĩ sao không biết, cái mình cắt bớt, cắt cái giờ nó ra nữa và ha, rồi nó đang ra trái nhóc chơi nè, mà không biết nó có bự ra không nha, giống như nó bự hết cái này cái kia mới bự tiếp mà, nó là vậy á. Ngon quá các bạn, mình cho các bạn xem cái khế ngọt của mình nó đã đậu được nhiều trái rồi các bạn, cho các bạn xem nha, để mình zoom vô đó các bạn, đó là mấy cái trái của cây khế ngọt đấy nha, và thấy không, trái cũng bự bự ra đó, là năm nay mình sẽ có khế ăn các bạn ơi. Cái này là khế quanh tung nha các bạn, của mình nghĩ là của Đài Loan á, nó đậu cũng nhiều lắm các bạn, bên đây cũng đầy vậy nè, và thấy không trái của nó đó. Mình thấy cũng nhiều lắm á nha, chứ không ít đâu. Ồ, nhiều trái lắm mọi người. Ở trên đây thấy đường trái à. Mình để cái chuối các bạn, cho ruồi với lại kiến đồ nó bu á, thì nó dễ thụ phấn cho cái khế này, nó dễ đậu trái nha. Thì mình nói trước các bạn. Thấy không? Thế nó đã đậu được nhiều trái lắm các bạn. Cái khế ở phía bên đây nó đậu cũng nhiều lắm các bạn. Ô, cái khế này bây giờ đậu nhiều trái lắm rồi các bạn ơi. Đây nè. Các bạn thấy trái đó không? Đây, để mình zoom vô cho các bạn xem. Đó là cái khế đó các bạn. Đã ha. Vậy là đậu cũng nhiều chứ không phải ít đâu. Ô, lên trên cũng có nữa nè, leo que nó đã đậu rồi. Bên đây cũng mấy trái con. Không các bạn ơi, cây khế này bắt đầu cho nhiều trái lắm đó nha. Nè, mình chỉ trồng chậu thôi nha các bạn, chậu 25 gallon đây, mình đưa lên đây, mình trồng trên nền xi măng các bạn, mình hết đất rồi, giờ mình chơi chậu trên nền xi măng luôn, mà nó đậu quá trời luôn nè. Nè, trái không nè các bạn, thấy không đã ha, bắt đầu mê rồi mà, bởi vì người ta nói quê hương là chùm khế ngọt. Bó tài phong quá các bạn ơi, quê hương là chồng cái nhỏ đã giờ bắt đầu đậu trái rồi cũng ok. Mấy lần trước mình đi nursery các bạn, mình thấy cây khế của ta mình mê, bây giờ mình sẽ có cái cây khế y như vậy luôn, mà giá rất là mềm luôn. Cây này mình mua có 120 các bạn, 120 thôi nha. Mà bây giờ các bạn sẽ coi nè, năm nay các bạn biết sẽ nhiều trái lắm, rất là nhiều trái luôn.